Hello, chào cả nhà. Hôm nay Nam rất là có duyên tới thăm nhà cô Hoa. Có cái xe này là xe để kiếm cơm của Johnny nè, là chồng của cô Hoa ấy. Xe đẹp quá nên mượn để để chào. Tại vì anh ấy cao hơn mình nhiều lắm. Anh ấy cao tới mét bảy mấy lận, mình thì có mét sáu mấy thôi, nên là trúng chân không tới. Vậy là được sự đồng ý của cô Hoa, thì bây giờ cô Hoa sẽ kể lại cho Nam và mọi người nghe cái chuyện tình cổ tích của cô Hoa nhé. Rồi, xin mời cô Hoa lên sóng này. Chuyện tình cổ tích là cô gặp nhau trên mạng, quen trên mạng thôi, rồi, rồi đi đến với nhau thôi, chứ con cũng không có thấy mặt nữa. Khi năm 2019 nhà mới về đây mới có thấy mặt thôi. Ủa, khi đó là trên Facebook thì mình vẫn thấy mặt chứ cô Hoa? À, thấy mặt điện thoại thì thấy mặt chứ còn không gặp trực tiếp. À, nhiều khi mình sợ áp cái gì đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng có thấy mặt rồi. Thấy mặt rồi, thấy mặt thật luôn chứ không ốc. Dạ. Thì rồi ổng nói ổng thương cô rồi, cô nói là cô già rồi. Dạ. Cái tình chị em đi chứ thương làm cái gì. Ổng nói là bên nước ổng thì không phân biệt tuổi tác. Dạ. Thì ổng thương thật sự, ổng thể đến nhầm lâu cuộc sống cho cô. Vâng. Rồi ổng cũng đòi tới, cô cũng đã chấp nhận cho tới. Dạ. Tới để nếu mà ổng thấy mình lớn tuổi thì ổng bỏ mình thì mình cũng mở nguyện. Nhưng mà ổng tới là thấy mình là hối đi làm cái thông luôn. Ổng yêu luôn thôi. Mình đành chịu thôi. Nhưng mà hôm mấy hôm trước thì con có tới nhưng mà không có anh Johnny ở nhà. Cô kể nó còn ly kỳ hơn. Và cái vụ mà cô chắc chắn là cô không đồng ý rồi ha. Cô nói chỉ là chơi chơi thôi, trò chuyện để tâm sự thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu anh nói là phải yêu anh thì anh mới trò chuyện, không yêu là anh đã làm hại bản thân mình ha. Nói chung năn nỉ nè, tạo áp lực cho mình ha, thì mình mới đồng ý chứ không gì. Với cả cô cũng nghĩ đơn giản đó là ở bên kia với bên này xa quá thì thôi mình sao của anh qua là bốn lần. Bốn lần ổng mới quyết định là về xin giấy độc thân. Là qua là làm cái hôn đó. Làm cái hôn xong là anh ở luôn đây. Rồi anh về hai lần. Anh biết cô đã về bên đó mà cô không đi. Cô lớn tuổi cô kỳ lắm. Kệ mình, có còn sức khỏe mình đi cho biết đây biết đó chứ con. Qua đó mình không biết tiếng họ nữa, cái xí lô xí là mình không biết nói cái gì. Mới gặp ba mẹ chồng thì cứ ấy mà hai ba mẹ của anh ấy còn cả đúng không ạ? Còn. Tuổi cô. Và kêu thì mình cũng có biết tiếng nào thì cứ chào vậy, gật đầu cúi đầu vậy thôi hai cô ha. Cứ gật đầu với hello thôi chứ có làm biết chi. Vâng, ông cô thế có chào nhau qua điện thoại chưa hả cô? Có nhiều lần rồi. Có ha, trò chuyện thường xuyên cô ha. Dạ. Chỉ biết chào nhau thôi. Dạ. Rồi họ khỏe không thôi, bao nhiêu. Vâng, vậy xong rồi đó. Johnny sẽ khiên dịch cho mình cô ha. Vậy là lúc nãy con hỏi Johnny thì Johnny nói là mình cũng cưới nhau được khoảng gần 5 năm rồi cô ha. Thì trong cái khoảng thời gian này thì có lúc nào mà giận dỗi nhau chưa con? Không. Không như tuổi trẻ tụi con hả? Tụi trẻ tụi con là thường luôn đó. Nhưng mà ít nói chuyện là vì cô biết ít tiếng Anh, người ta ít nói chuyện lắm. Càng chuyện chi thì nói thôi. Vâng, tại vì hơi bất đồng ngôn ngữ ha. Nhưng mà anh ấy đang học tiếng Việt đấy, con thấy anh biết tiếng Việt khá đấy nha. Rồi còn một chút nữa là món ăn của anh ấy thì anh vẫn thích ăn cái món quê hương cô ha. Ông như cái món gì thì ông thường đi ăn đó, ông chọn cái quán nào thì vô ăn chứ mình không biết. Vâng. Nhưng mà anh vẫn còn giữ được mấy cái thói quen giống như món ăn sáng ở quê đó, bánh mì mà nướng bánh mì nướng với cái món gì đó khoai tây hầm. Ngoài như có ông bận ông xuống đây thì nấu món hầm ăn. Dạ, cảm ơn cô Hoa đã chia sẻ nha. Chúc cô với anh Johnny hạnh phúc mãi mãi. Tới đó rồi, tới đó còn ơi. Chưa biết rồi. Người có duyên có số như tới đào hay tới đó hết duyên thì mình cũng chấp nhận thôi. Còn bây giờ thì chưa có gì xảy ra. Cô là cô với anh Johnny thì còn êm đềm hơn tụi con nhiều. Tụi con là trẻ trâu mà cô, nhiều chuyện lắm, giận xong rồi tặng quà xin lỗi rồi đủ kiểu hết trơn. Nó phong ba bảo tác dữ lắm cô ha. Còn những cặp đôi Việt Nam mình nữa đúng không cô? Cô ngồi vậy chứ 20 tháng 10 sinh nhật rồi chứ ông cũng mua quà ông tặng. Dạ. Tặng mua lắp mua dầu thơm.
Vậy là ông hơn mấy anh Việt Nam mình nhiều lắm. 10 giờ đây mà ở Sài Gòn ông về mà sinh nhật cô mà cô không có tổ chức. Dạ. Mà ông mua cái bánh sinh nhật 10 giờ đây mà về đây ông để ông hai đứa ngồi đó. Dạ. Hai đứa ngồi đó ông làm sinh nhật. Dạ, cô dặn nhất ha. Lãng mạn ha cô ha. Giống như Tây vậy cô ha. Không như Việt Nam mình, Việt Nam mình cưới vài năm xong về thì nhậu nhẹt rồi quýnh cho nấu ăn. Có quay lên YouTube cái đó. Dạ. Vâng. Ôi cô cũng có một kênh YouTube hả con? Có kênh YouTube bây giờ tụi cô bỏ rồi. Dạ. Là cô giao 6 năm. Cô giao 6 năm tuổi hả? Lệ Hoa. Dạ. Lệ Hoa 6 năm. Mà giờ cô không còn up video mới hay là mình xóa kênh luôn hả? Không xóa kênh, còn kênh. À dạ. Mà không biết chân lập đi đâu, không biết được nữa. Dạ. Cô giao 65 tuổi Lệ Hoa. À, cô giao 65 tuổi Lệ Hoa. Dạ. Cô cài email ra rồi chơi. Đi đau rồi không biết. Dạ, mình lâu mình không sử dụng thì nó cũng trôi đi cô ha. Chúc con phải search cái mới được. Đang ôn lại kỷ niệm xưa đây nè. Anh đi qua, anh Johnny thì đang ăn sáng ở dưới rồi. Trưa nay Nam có mời cô Hoa với anh Johnny đi ăn trưa, nhưng mà anh Johnny đồng ý thôi, còn cô Hoa thì cứ nói là biến lên đồ lắm. Thôi chắc con cũng không có kèo đâu. Thôi cô Hoa ngại lên đồ thôi. Cái này là hình gửi chụp được sao đâu. Dạ. Con xin phép vào đây con quay cho nó. Nhìn rồi coi thấy hình gửi cái là cô Hoa là lấy cái liền. Hình gửi đẹp mà. Dạ. À. Dạ. Sáu. Ê, hình như cái chỗ này hình như con cũng đi chụp hay sao nè. Không biết. Dạ, con ngày xưa con có chụp chỗ này. Cái này ngày xưa có quay phim chứ cô Hoa hả? Chụp hình không? Dạ, chụp hình thôi. Mình tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng nào ạ? Chắc con không biết quay con. Dạ, ở trên Sài Gòn hay mình? Sài Gòn. Dạ. Lâu năm rồi, giờ quên. Dạ quên ha, cũng mới 4 năm thuê với nhà, gần 5 năm. Chú về đẹp trai, cô dâu thì hạnh phúc. Oh beautiful, cảm ơn cô Hoa. Ngó Tam thì cũng sướng ở ngoài. Ở ngoài cũng thế mà. Cũng thế. Ở trong thì sướng dữ rồi đó. Dạ. Yeah. Cô Hoa tự tin lên. Tóc này đẹp quá trời. Ừ. Dạ, hỏi Nghĩa Thuy. Những chỗ mà nó chụp hình cho mình ha. Ừ. Yeah. Rồi có một cái tấm lớn mình treo trong nhà nữa đúng không? Có. Dạ, trong phòng riêng của mình ha. Dạ. Rồi vậy cảm ơn cô Hoa rất nhiều đã chia sẻ cái cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô Hoa. Nó rất là tạo cảm hứng cho nhiều cặp đôi khác nữa. Vì Việt Nam mình cũng nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn giống như cô Hoa vậy đó. Nên nhớ những ngày cưới, ngày lễ hơn cô ha. Đây con cũng nhắc nhở chính bản thân mình. Rồi cảm ơn cô Hoa rất nhiều.